câu số 1 đáp án gì ạ? Để kết thúc học kỳ 1. Đề số 1 dành cho học sinh lớp 10 ạ. Ok ạ. Hôm nay chúng mình bắt đầu độ cho các cháu lớp 10. Câu số 1 ạ. Nguyên tử x có phân lớp ngoài cùng là 3p4. Nguyên tử x có phân lớp ngoài cùng là 3p4. Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau khi nói về nguyên tử x. Thế chúng mình chữa chậm chậm để cho các cháu thôi nhá. Thế thì đây này, nguyên tử x là 3p4. Vậy thì cấu hình E của nó là 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, được chưa? Thế thì vậy thì suy ra cái lớp ngoài cùng đi ạ, lớp ngoài cùng là lớp số 3 của nó có 2 cộng 4 là 6 nhá. Vậy lớp ngoài cùng của x có 6e. Các cháu nhìn chưa? Để lớp ngoài cùng x có 6e, cái này đúng. Đây đề bài hỏi là sai ạ. Thế là loại đáp án A nhá. Nếu mà chọn đúng thì là mình chọn A. Thế nhưng mà đây là chọn sai rồi. Nguyên hạt nhân nguyên tử x có 16 proton, mình xem là có bao nhiêu electron đã. 2 cộng 2 cộng 6 là 10. 10 cộng 2 cộng 4 là 16. 16e thì cũng bằng 16 proton. Suy ra nó có 16 electron và cũng có 16 proton ạ. Vậy vậy là mình có là hạt nhân nguyên tử x có 16 proton, cũng đúng luôn. Loại tiếp. Trong bảng tuần hoàn thì x nằm ở chu kỳ số 3, đúng không? Có 3 lớp, vậy chắc chắn nó nằm ở chu kỳ số 3, chính xác tiếp. Loại nốt. À, vậy thì chắc chắn đáp án sai của chúng ta là đáp án D rồi. Lớp ngoài cùng của x có 4 electron, chúng ta nhìn nhá. Ngoài cùng ạ, 2 cộng 4 là 6. Rất nhiều cháu bị sai ở đây. Mình nhìn thấy 3p4 là chọn 3p4 là chết, được chưa? Nó chỉ có 4 electron thôi. Vậy là sai là D, các cháu nhớ nhá. Sai là D ạ. Ok, chúng mình thấy là có rất rất nhiều cháu comment đáp án D đấy ạ. Ok, tuyên dương tất cả các cháu comment đáp án D nhá. Cùng comment nhiệt tình đáp án xuống phía dưới nhá để được chúng mình độ hóa. Ok. Câu số 2 ạ. Câu số 2, nguyên tố A có Z bằng 29. Nguyên tố A có Z bằng 29, vị trí của A trong bảng tuần hoàn là, mình cũng xem nhá. À, nguyên tố A của chúng ta có Z bằng 29, vậy mình cũng viết cấu hình E này. À, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s, điền 4s trước 3d sau, 4s2, 3d9. Nhưng ở rất nhiều bạn là làm như thế này, nhưng đây là trường hợp đặc biệt, nó sẽ chuyển ngay lập tức về 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1. Đây là hiện tượng bão hỏa nhá. Hiện tượng bão hỏa, nó sẽ ưu tiên bão hỏa phân lớp ở phía bên trong hơn là phân lớp ở phía bên ngoài. Các cháu nhớ chưa? Và từ đây ạ, electron cuối cùng điền vào phân lớp D nhá. Electron cuối cùng điền vào phân lớp D nên cái nguyên tố này phải thuộc nhóm B. Được chưa? Cứ electron cuối cùng điền phân lớp D và phân lớp F thì nó thuộc nhóm B, còn điền vào phân lớp S và phân lớp D thì là thuộc nhóm A. Các cháu nhớ chưa? Vậy này, ở đây này, là thuộc nhóm B rồi. Vậy là ở đây mình có đáp án nhóm A là chết. Được chưa? Nhóm chu kỳ ạ. Chu kỳ 4 đúng không ạ? Bởi vì lớp ngoài cùng của nó có 4 E mà. Nên nó là chu kỳ 4. Chu kỳ 3 loại tiếp. Được chưa? Thế vậy bây giờ là nhóm mấy B ạ? 1B đúng không ạ? Đấy, nhóm 1B. Vậy đáp án đúng của chúng ta là chu kỳ 4 và nhóm 1B các cháu nhé. Các cháu nhớ chưa? Chu kỳ 4 và nhóm 1B. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này và tết tất cả các bạn các cháu vào đây ạ, bởi đây là buổi học free ạ. Ok, cảm ơn tất cả các cháu. Câu số 3. À, biết nguyên tố X thuộc chu kỳ 3 nhóm 6 của bảng tuần hoàn. À, chu kỳ 3 vậy nó phải là 3. Lớp ngoài cùng là lớp 3, đây lớp ngoài cùng lớp 2, vứt, được chưa? Đây là lớp ngoài cùng lớp 3, đây lớp ngoài cùng lớp 3, đây lớp ngoài cùng lớp 3. Được chưa? Nhóm 6 nhưng không nói, nói là nhóm 6 nào. Đúng chưa? Thế đây này, không có 3s4, vứt tiếp. Vứt A và vứt D. Được chưa? Mình còn C và D. Có bao giờ là 3s2, 3d4 đúng không ạ? Không có đúng không ạ? 3d phải có 4s. Vậy loại nốt đáp án C. Vậy đáp án đúng chúng ta là 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 và 3p4 nhá. Vậy đáp án 3 của chúng ta là đáp án B ạ. Ok ạ. Chúng mình thấy có rất rất nhiều cháu comment đáp án đúng là 3B. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay nhá. Câu số 4 ạ, mình sang câu số 4 ạ. Cứ làm bình tĩnh từ từ thôi nhá. Chúng ta có tổng cộng là 40 câu cơ. À, chúng mình sẽ cố gắng giảng thật chậm để cho các cháu hiểu, bởi vì như chúng mình biết thì hóa học lớp 10 là một cái phần khá là khó đối với tất cả các cháu. Câu số 4. Nguyên tử X có cấu hình E. Đây, nguyên tử X có cấu hình E thì ion tạo ra từ X sẽ có cấu hình E nào dưới đây? Thì ion tạo ra từ X sẽ có cấu hình electron cuối. Đây, thế thì đây mình nhìn ạ. Anh này có mấy E lớp ngoài cùng ạ? Anh này có 2 E lớp ngoài cùng đúng không? Vậy thì xu hướng nó có 2 E lớp ngoài cùng thì nó sẽ nhường đi 2 E. Vậy nó nhường đi 2e thì nó sẽ tạo thành là 1s2, 2s2, 2p6. Đây là cấu hình E của x2 cộng. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C nhé. Câu số 4 chúng ta là đáp án C các cháu ạ.
Ok ạ, chúng mình biết rằng là rất nhiều cháu bây giờ học sang trường ô xóa khử nên các cháu sẽ quên hết toàn bộ cái phần về nguyên tử và bảng tuần hoàn rồi. Thế nên ngày hôm nay chúng mình độ lại các cháu như này bởi vì là các cháu sẽ chuẩn bị thi kết thúc học kỳ 1 rồi. Và nếu mà chúng ta mà không ôn lại những cái này thì chúng ta rất dễ toang. Và điểm thi kết thúc học kỳ 1 nếu mà có cao thì chúng ta mới ăn Tết mới ngon được. Đúng không ạ? Sang câu số 5 ạ. Câu số 5 ạ. Câu số 5. Trong một chu kỳ theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, trong một chu kỳ theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxy biến đổi như thế nào? Trong này chúng mình có cái bảng tuần hoàn nhưng bảng tuần hoàn không biết chúng mình cất đâu hết rồi, thì chúng mình sẽ nói này cho các cháu nghe nhé. Trong một chu kỳ ạ, trong một chu kỳ thì theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxy biến đổi như nào? Chúng ta ví dụ như là nhóm 1A thì nó sẽ có hóa trị với oxy là 1, nhóm 2A thì sẽ có hóa trị với oxy là 2, nhóm 3A hóa trị là 3, lần lượt như vậy 4A là 4, 5A là 5, 6A là 6, 7A là 7, đúng chưa? Vậy là hóa trị của nguyên tố đó, hóa trị cao nhất của nguyên tố đó với oxy làm sao ạ? Là tăng dần hay giảm dần ạ? À, rõ ràng rồi, nó là gì ạ? 5A tăng dần các cháu nhé. Ok, thank you cả nhà. Mình sang câu số 6 ạ. Khó không ạ? Ok, cả nhà có thấy khó. Thực ra thì những cái câu đầu là những cái câu rất là dễ thôi, game nó dễ dàng thôi ạ. À, chúng mình cho để cho các cháu khởi động lại. Chúng mình cho các cháu khởi động lại cái tinh thần học tập, cho não nó đỡ bị lag đi. Nên là các cháu cố gắng cùng comment đáp án xuống phía dưới của chúng mình để mà mình học làm sao cho não mình nó khởi động lại, để mà mấy hôm nữa mình có làm bài kiểm tra hay mình có làm bài thi thì đạt điểm thật là cao nhá. Từ đó thì mới nhớ được là chúng mình độ như nào. Nào, mình tiếp này câu số 6 á, anion X trừ có cấu hình E lúc này cùng là 2P6. Nguyên tử X có cấu hình E là anion X trừ có cấu hình E lúc này cùng là 2P6. Thế vậy ạ. X trừ là 2P6. Vậy X trừ của nó sẽ là X trừ sẽ là 1S2 2S2 2P6. Vậy X trừ là X nhận thêm 1E. Vậy là X nếu là X nếu biến về X thì nó phải bỏ đi 1E đi. Là 1S2 2S2 2P5. Vậy nguyên tử X sẽ có cấu hình E là 1S2 2S2 và 2P5 nhé. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. À, 1S2 2S2 2P5. Đáp án đúng đáp án A. Ok ạ, hiểu chưa ạ? Các cháu hiểu bài không ạ? Các cháu hiểu bài thì vui lòng chấm xuống phía dưới một cái ạ. Nếu mà các cháu mà hiểu bài thì vui lòng chấm xuống phía dưới cho mình một cái ạ. Ok, cảm ơn tất cả các cháu nhé. Nào mình sang câu số 7 ạ. Câu số 7. A và B là hai nguyên tố cùng thuộc một chu kỳ. A và B là hai nguyên tố cùng thuộc một chu kỳ. Cùng thuộc một chu kỳ là nó cùng thuộc trong một cái nhóm A đấy ạ. À, có nghĩa là nó nằm ở trong một cột với nhau. Cháu nào mà múa cột thì cháu biết nhá, nó luôn luôn thẳng với nhau. Được chưa? Trong cùng một chu kỳ hai nhóm liên tiếp của một à sorry hai nguyên tố cùng thuộc một chu kỳ có nghĩa là cùng thuộc một hàng chưa, hai nguyên tố cùng thuộc một chu kỳ nhá, hai nguyên tố cùng thuộc một chu kỳ được chưa, vậy thì là nó cùng thuộc một hàng với nhau được chưa, được chưa, bởi vì là cùng thuộc một hàng nhá, thế nên là mà hơn nữa này ở hai nhóm liên tiếp, thế ví dụ như nhóm 1A và nhóm 2A nhá, nhóm 3A và nhóm 4A, vậy thì cái chỗ này này cùng thuộc một chu kỳ và thuộc hai nhóm liên tiếp của bảng tuần hoàn thì dẫn đến là mình có Z B trừ Z A bằng 1. Đây. A này, rồi đến B này, đây thuộc cùng một hàng. Đúng không? Đấy. Trong cùng một chu kỳ, đây, một hàng đấy. Trong cùng một chu kỳ. Đấy chưa? Z A trừ Z B bằng 1. Mặt khác này, tổng số electron của A và B là 25. Hay nói khác là Z A cộng ZB bằng 25. Được không ạ? Và tới đây thì chúng ta giải hệ nhé. Chúng ta giải hệ thì chúng ta sẽ tìm được là ZA của chúng ta thì bằng 12 và ZB của chúng ta thì bằng 13. Và tới đây thì nhiều cháu cần bảng tuần hoàn. Nhưng với tất cả những bạn nào team của chúng mình thì không cần bảng tuần hoàn. Các cháu chú ý ạ. Với ZA bằng 12 chúng ta có 12 nhân 2 bằng 24. 24 là nguyên tử khối của anh magie nhá. Vậy trong này chắc chắn phải có magie. Có ma dê, có ma dê, có ma dê, không có ma dê. ZB bằng 13 thì mình có là 13 nhân 2 thì bằng 26, 26 thì gần bằng 27 đúng không? 27 là nguyên tử khối của nhôm, không có nhôm. Được chưa? Không có nhôm. Vậy đáp án đúng của chúng ta là nhôm và ma dê. Được chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án B. Mình test lại một chút ạ. Nhôm nằm ô 13, ma dê nằm ô 12, đúng là cùng một trong chu kỳ nhá. Hai nhóm liên tiếp, thằng này là nhóm 2A, thằng này là nhóm 3A, được chưa? Rất rất dễ luôn. Rất rất dễ luôn.
nhá, các cháu hiểu bài không ạ? Ok ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học này của chúng mình ạ. Đây là buổi học free ạ, nên giúp chúng mình chia sẻ lại buổi học này ạ. A chiêu M cộng có cùng E lúc ngoài cùng là 2P6. Thế thì đây, chúng mình viết là M cộng này 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P. Ngoài cùng là 2P6 rồi, đến đây rồi. Thế thì M cộng có phải là bằng M trừ đi E không? Đúng ạ. Vậy M cộng phải nhận thêm 1E thì mới tạo thành M. Vậy nó sẽ là 1S2, 2S2, 2P6 và là 3S1. Được chưa? M cộng nhận 1E thì tạo thành mới tạo thành M mà. Vậy suy ra này, anh này ở chu kỳ số 3 và nhóm 1A. Chu kỳ số 3 và nhóm 1A. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A nhé. Chu kỳ 3, nhóm 1A. Câu số 10 ạ. Câu số 10. So sánh bán kính nguyên tử của các nguyên tố natri, fluor, clo. So sánh bán kính nguyên tử các nguyên tố natri, fluor, clo. Natri này. Fluor này. Clo này. Đây chúng ta viết hơi nhầm ạ. Natri thì cùng chu kỳ với lại clo, fluor ở bên trên. Đúng chưa? Thế thì ở đây chúng ta nhớ một chút là theo nhóm, theo một nhóm từ trên xuống dưới thì tính bán cũng tăng. Đúng không? R tăng. Vậy có nghĩa là bán kính của clo lớn hơn bán kính của fluor. Được chưa? Trong một chu kỳ theo chiều từ trái sang phải thì tính bán kính giảm. Có nghĩa bán kính của anh natri lớn hơn clo. Vậy ngay lập tức từ đây chúng ta đã nhìn thấy rồi là natri là lớn nhất, sau đến clo, xong đến fluor. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Có rất nhiều cháu sợ những cái kiểu câu như thế này thì yên tâm là đã có chứng minh độ rồi nhá. Ok ạ, rất là cảm ơn các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này, đây là buổi học free ạ. Câu số 11. Câu số 11. Ion có 18 electron và 16 proton. Đây, đây bài hỏi đây ạ. Ion có 18 electron và 16 proton, mang số điện tích nguyên tố là bao nhiêu? Để bài hỏi nhé, 18 e và 16 proton thì mang số điện tích nguyên tố là bao nhiêu? Thế mình cùng coi này. 18 electron là 18 điện tích âm. Cộng với 16 proton là 16 điện tích dương. 18 cộng 16 thì bằng trừ 2. Vậy chắc chắn nguyên tố sẽ mang điện tích, mang số điện tích nguyên tố là 2 trừ. Nhá. 2 trừ. Được chưa? Ion mà. Đây này, âm này, dương này. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án B các cháu ạ. 2 trừ. 18 electron là 18 điện tích âm mà. 16 proton là 16 điện tích dương, cộng vào với nhau thì nó phải thành là trừ 2 chứ. Được chưa? Ok, cảm ơn tất cả các cháu nhé. Các cháu hiểu cái chỗ này không ạ? Rất là dễ thôi. Câu số 12 nào. Câu số 12. Môn hóa là một cái môn, một trong số những cái môn mà rất là khó khi mà vào trong mới học lớp 10 ở chương trình hóa học cấp 3. Thế nên là chú Binh đã cực kỳ cố gắng thực hiện các cái buổi live này để độ cho các cháu. Các cháu nhớ là chia sẻ buổi học này lại thật nhiều để cho tất cả các bạn, các cháu cũng có thể học được buổi học như này nhá. Nào, câu số 12 ạ. Các ion và nguyên tử có điểm chung là neon, Na cộng, F trừ. Nào, xem cháu nào biết ạ. Các ion và nguyên tử này thì có đặc điểm chung gì ạ? Cũng không khó, quá khó đúng không ạ? Các ion và nguyên tử này thì có đặc điểm chung như thế nào? Neon này, Na cộng này, F trừ này. Thế chúng mình viết câu hình nghe nhé. Neon nó sẽ là gì? 1S2, 2S2, 2P6. Na cộng cũng thế, F trừ cũng thế. Nhưng mà số khối của nó thì không phải là điểm chung. Số neutron cũng không, số proton cũng không. Mà điểm chung của các ion này là gì ạ? Là số electron nhá, đều bằng 10 electron nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Ok. Ok ạ. Câu số 13. Câu số 13. Cấu hình E nào sau của ion nào sau đây giống như cấu hình E của khí hiếm? Ok, câu này mới hay ạ. Cấu hình E của ion nào sau đây giống với cấu hình E của khí hiếm? Đây chúng mình lấy ví dụ nhá. Thằng sắt chúng ta là 26 này. Thì nó sẽ là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3D, 4S2, 3D6. Đây là cấu hình E của sắt. Được chưa? Thì suy ra cấu hình E của sắt 2 cộng là nó phải bị mất đi 2E là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3D6. Thế mà cấu hình E của khí hiếm thì nó không có 3D. À, thực ra là nó có 3D nhưng mà nó không bao giờ là có 3D ở ngoài cùng. Đúng không ạ? Vì vậy nên là không phải. Tương tự thì chúng ta viết ra thì cấu hình E của đồng 2, đồng cộng
nó chính là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10. Đây cũng không phải là câu hình E của khí hiếm. Tương tự như vậy thì Chrome 3 cộng, Chrome 3 cộng nhé, Z bằng 24, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D, 3D5, 4S1 mà trừ đi 3E. Vậy là nó chỉ còn là 3D3, cũng không phải câu hình E của khí hiếm, nên bỏ nốt. Vậy ở đây ạ, câu hình E của ion nào sau đây giống như câu hình E của khí hiếm? Thì ion mà có câu hình E giống khí hiếm đó là T, Lu. Đáp án đúng, đáp án à, loại bỏ hết rồi thì chỉ còn một cái ứng cử viên này sáng giá nhất thôi, đúng không? Thế thì bây giờ câu 14 ạ, có bao nhiêu electron, cái câu 14 đã tiếp nối luôn câu 13, có bao nhiêu electron trong một ion chrome 3 cộng, có bao nhiêu electron trong một ion chrome 3 cộng, đây ion chrome 3 cộng đây ạ. Bao nhiêu e ạ? Mình đếm nhé, 10 này, được chưa, 18 này, 18 cộng 3 bằng 21, thực ra là 24 trừ đi 3 thì còn 21 e, được chưa? Vậy trong anh Chrome 3 cộng thì có 21 e. Rất nhiều cháu bị nhầm là lấy 24 cộng 3 bằng 27 nhé, là toang ạ. 21 e. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các cháu nhé. 14 đáp án A. Câu số 15 nào. Các cháu hiểu bài không ạ? Các cháu hiểu bài không ạ? Thanh niên nào hiểu bài thì vui lòng thả chấm cái để chúng mình biết vậy ạ. Câu số 15 nhá. 15 vi hạt nào sau đây có số proton nhiều hơn số electron? Thế thì các cháu chỉ cần nhớ cho mình cái này thôi, chỉ có mình có cái mẹo thế này ạ. Số proton thì là tích điện tích dương đúng không? Số electron thì tích điện tích âm đúng không? Số proton mà nhiều hơn số electron vậy là số điện tích dương phải nhiều hơn số điện tích âm. Đúng chưa? Mà dương nhiều hơn âm thì chắc chắn nó phải tích điện tích dương. Được chưa? Bởi vì nó tích điện tích dương nên này, anh này natri là trung hòa về điện vứt nhá. Anh này Cl trừ là điện tích âm vứt nhá. Anh này S là trung hòa về điện vứt nhá. Anh này K cộng là gì ạ? Là tích điện tích dương. Vậy là thỏa mãn chưa? Thỏa mãn là proton nhiều hơn electron. Vậy đáp án đúng là đáp án C nhé. Rất dễ dàng. Cực kỳ dễ dàng luôn. Câu số 16 ạ. Câu số 16. Câu 16 còn dễ nữa. Câu số 16 còn dễ 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 hơn hơn nữa luôn ạ. 16 các bạn làm đáp án gì ạ? Trong quá trình chúng mình dạy thì chúng mình thấy rằng là có khá nhiều bạn khi vừa mới bắt đầu học hóa chương trình lớp 10 là đã đến cảm giác thấy sợ rồi. Cũng giống như kiểu là một chàng trai khi nhìn một cô gái mình thích chưa gì đã chưa tỏ tình và đã thấy mình sợ rồi. Thế là coi như là chắc chắn là em thua rồi nhá. Thế thì thường trong cái một cái nguyên tắc làm hóa cũng chẳng khác gì cái việc mà chúng ta đi tán gái cả. Đó là chúng ta cứ nhìn thấy người mình thích thì mình xông vào mình tán bừa thôi. Cũng tương tự như là cái việc mình giải hóa, mình cứ nhìn thấy bài tập hóa thì mình xông vào mình giải bừa. Nếu mà đúng thì ok, còn nếu mà sai thì không sao, mình có thể làm lại bằng những lần khác mà. Đúng không? Các cháu nhớ điều đấy chúng mình dạy nhá. Ok, như vậy thì các cháu sẽ bị mất nụ hôn đầu trước năm 17 tuổi. Ok, chúc các cháu thành công. Nào, mình sang câu tiếp ạ, câu số 16. Câu số 16. Nguyên tử của nguyên tố có điện tích hạt nhân là 13. Số khối là 27. Điện tích hạt nhân là Z. Đúng không? Số khối là A. Vậy mình tìm được số E. Đúng không? Z bằng 13 mà. Z bằng 13 vậy này, mình sẽ viết được câu hình E của nó là gì ạ? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Được chưa? Vậy số E hóa trị nó bằng số E lớp ngoài cùng luôn. Số E hóa trị bằng số E lớp ngoài cùng là 2 cộng 1 thì bằng 3 nhá. 2 cộng 1 thì bằng 3. 2 cộng 1 chỉ bằng 3 mà thôi. Ok ạ. Nếu thấy hay thì hãy like video này ạ. Nếu thấy đây là một video hữu ích thì hãy chia sẻ lại video này ạ. Thay lời cảm ơn chúng mình. Chúng mình cảm ơn tất cả các cháu đã đang ủng hộ chúng mình ạ. Câu số 17. Câu số 17 nhá. Nguyên tử của nguyên tố A. Nguyên tử A có tổng số E các phân lớp P là 7. Nguyên tử nguyên tố A có tổng số E trong các phân lớp P là 7. Vậy mình có này. A này. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 đây có 6 này. 3P1. Vậy suy ra anh A chúng ta có Z bằng 13. Mà Z bằng 13 thì ngay lập tức mình suy được luôn ạ. Đúng không? 13 nhân 2 bằng 26, 26 gần bằng 27. Vậy nó là nhôm. A là nhôm nhá. Vứt D, vứt C, chỉ còn A và B. Ok chưa ạ? Thế bây giờ mình có là A Z bằng 13, vậy tổng số hạt mang điện của A, tổng số hạt mang điện của A nó là 2 lần ZA bằng 26, nhiều hơn tổng, đây là tổng số hạt mang điện của B lại nhiều hơn tổng số hạt mang điện của A.
Thế tổng số hạt mang điện của B nhiều hơn tổng số hạt mang điện của A, vậy mình sẽ có là 2 lần ZB trừ đi 2 lần ZA thì bằng 8. Suy ra ZB bằng bao nhiêu ạ? Bằng bao nhiêu ạ? 17, đúng không? Với ZB bằng 17, vậy mình sẽ suy ra được nguyên tử khối của B. Nguyên tử khối của B sẽ bằng 17 nhân 2 bằng 34. Đúng không ạ? 17 nhân 2 bằng 34. Đúng không? 34 gần bằng 35,5. 35,5 nó là anh gì ạ? Là anh gì ạ? Các cháu có đoán được không ạ? Là anh gì ạ? Có lo. Đáp án đúng là đáp án B. Ui, tự nhiên trời lạnh thế. Chúng mình không có gấu. Lạnh lắm các cháu ạ. Xin phép các cháu chúng mình khoác cái áo. Lạnh. Miền Bắc lạnh. Kinh người luôn. Ấm rồi. Tiếp nhá. Mình sang câu số 18 ạ. Câu số 18, những người mà chưa có gấu như chúng mình rất là khổ thân. Ở nhà suốt ngày dạy lại các cháu, sau đó là bị lạnh. Câu số 18. Câu số 18 ạ. Đứa nào có chị gái hay là có cô họ thì nhớ giới thiệu cho chúng mình nhá, để chúng mình bớt lạnh vào mùa đông này, lạnh lắm. Câu số 18 ạ. Cation X3 cộng và anion Y2 trừ đều có cấu hình E ở phân lớp 7 cùng 2P6. X3 cộng này. X3 cộng này là 2P6 đúng không? 1S2, 2S2, 2P6. Vậy X3 cộng một biến thành X thì phải nhận thêm 3E thì nó biến thành X. Vậy này nhận thêm 3E thì nó là 3S2, 3P1. Được chưa? Vậy suy này là có Z bằng 13. Z bằng 13, vậy suy ra anh X ở ô số 13 này. Chu kỳ số 3 này. Và nhóm 3A này. Ô 13 chu kỳ 3 nhóm 3A. Nghe vậy ổn đúng không? Tiếp tục này. Anh Y 2 trừ. Y2 trừ. Thì nó cũng có câu nghĩa là 1S2, 2S2, 2P6. Được chưa? Y2 trừ thì phải trừ đi 2E để tạo thành Y. Vậy này trừ đi 2E thì chỉ còn là 2P4. Vậy Y chúng ta có Z bằng 8 ở ô số 8, chu kỳ số 2 và nhóm 2 cộng 4 là 6A. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A luôn. Ok. Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là buổi học free ạ. Ok, đáp án A nhé. Mình sang câu số 19 nào. Sang câu số 19 ạ. Câu số 19. Một nguyên tố, ui cái câu này hay này, câu này nhiều cháu chết này. Một nguyên tố tạo hợp chất khí với hydro. Một nguyên tố tạo hợp chất khí với hydro có công thức là NH3. Đây. Vậy suy ra nó có hóa trị 3 với lại hợp chất của hydro. Trong oxit bậc cao nhất của R, nguyên tố oxy chiếm 70,7% về khối lượng. Thế đây này, tạo hợp chất khí với hydro công thức là NH3 nhé. Vậy thì suy ra hóa trị của nó với oxit cao nhất, hóa trị trong oxit cao nhất nó sẽ là bằng 8 trừ đi 3. 8 trừ 3 thì bằng 5. Vậy suy ra công thức với oxit cao nhất là R2O5. Được chưa? Hóa trị 5 thì công thức với oxit cao nhất là R2O5. Nhá, đây, trong oxit bậc cao nhất của R, nguyên tố oxy chiếm 70,07% về khối lượng. Phần trăm khối lượng của oxy bằng này 16 nhân 5 chia cho R nhân 2 cộng 16 nhân 5. Được chưa? Bằng này 70,7%. 70,7% thì bằng là 70,07 phần 100. Chết rồi, máy tính đâu rồi? Ừ, có máy tính rồi các cháu ạ. À, các cháu bấm máy tính giúp chúng mình ạ. Chúng mình không biết vứt cái máy tính xịn sò chúng mình đâu à. Các thanh niên đang theo dõi buổi học ngày hôm nay, bấm máy tính giúp chúng mình với xem R bằng bao nhiêu ạ. Chờ đợi một đáp án từ các cháu ạ. R bao nhiêu ạ? Không biết máy tính để đâu nữa. Đi thi quen mà quên máy tính này là toang đấy. Không điểm về chỗ luôn. R bằng bao nhiêu ạ? R bằng bao nhiêu ạ? Cho chúng mình một con số vậy ạ. Cho chúng mình một con số vậy ạ. R bằng bao nhiêu nào? Alo, 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 cả nhà ơi. R bằng bao nhiêu ạ? R bằng bao nhiêu? 16 nhân 5 chia cho R nhân 2 cộng 16 nhân 5 bằng 70,07 chia 100 ạ. R bằng 11,972. 11,972 thì chúng ta lấy làm tròn là R bằng 12 được không ạ? Không phải.
oxit bậc cao nhất nào? Trong đó này, oxit bậc cao nhất của R này thì nguyên tố oxy chiếm 70,07% về khối lượng. Đúng không? Bấm lại giúp chúng mình cái nào. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, bấm lại giúp chúng mình, các cháu cùng bấm lại và comment đáp án giúp chúng mình vậy. Đội này nó bấm làm sao? À, 16 nhân 5 bằng này. Được chưa? À, chia cho 0,7007 này, đành phải lấy máy tính của iPhone này. Được chưa? À, trừ đi 16 nhân 5 bằng này. Chia 2 này bằng này, 17,08. R bằng 17. R 17 thì không có đáp án nào à? Đúng không? R bằng 17 thế thì không có đáp án nào rồi, bởi vì nitơ thì nguyên tử khối nó bằng là 14. Phosphor thì nguyên tử khối bằng 31, carbon bằng 12, lưu huỳnh bằng thế thì câu này sai đề rồi. Câu này sai đề nhá. Sai đề, chắc phải sửa lại, chắc phải sửa lại để cho đây R bằng 17 thì là sai đề. Không có anh nào bằng 17 hết. Ok ạ. Sorry cả nhà. Câu số 20 nhá. Câu số 20 đi ạ. Câu số 20. Thank you cả nhà đã bấm máy tính hộ chúng mình ạ. Câu này sai đề, chắc là chúng mình nhầm nhầm đấy, chắc là phải là 14 mới đúng nhỉ. Trong oxit bậc cao nhất rồi chữ oxy. Câu 20 ạ. Nguyên tử của nguyên tử x có số thứ tự nào mà luôn cho một e trong các phản ứng hóa học? Nào. Nguyên tử của nguyên tố x có số thứ tự nào luôn cho một e trong các phản ứng hóa học? Luôn cho một e nhé. Luôn cho một e, vậy thì tương đương với việc là e lớp ngoài cùng của nó phải bằng 1. Được chưa? Nào, vậy số tự là Z bằng 11 này. Mình thử viết câu hình e nhé. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. 3S1 thì mình nhường một e, đúng không? Thằng này luôn luôn nhường một e bởi vì nó là natri ạ. Natri thuộc nhóm 1A. Z này bằng 11 mà, nên là nó bằng natri. 11 nhân 2 bằng 2, 22 gần bằng 23. Vậy nó là natri. Natri thuộc nhóm 1A nên lúc nào cũng nhường một e. Ok không ạ? Vậy số thứ tự 11. Đấy, phải học theo kiểu của chúng mình ấy thì nó nhanh lắm. Câu số 21 ạ. Câu số 21. Tổng số các loại hạt mà cấu tạo nên nguyên tử nguyên tố X bằng 34. À, cái câu này là sử dụng một cái chiêu cực kỳ kinh điển mà chúng mình đã từng dạy các cháu nhé. Tổng số hạt cấu tạo nên nguyên tử nguyên tố X bằng 34 thì mình có Z lớn hơn hoặc bằng S chia 3, nhỏ hơn bằng S chia 3,52. Các cháu có nhớ công thức này không ạ? Các cháu còn nhớ công thức này không ạ? Bao nhiêu cháu còn nhớ công thức này của chúng mình ạ? Đấy, vậy mình có này, ở chỗ này là 34 chia 3 này, nhỏ bằng Z này, nhỏ bằng này, 34 này, chia 3,52 này. Nào bấm giúp chúng mình xem nào. Chả nhẽ bây giờ mấy cái bấm nhỏ nhỏ này bắt chúng mình phải tự bấm. Đúng không ạ? Các cháu cũng bấm giúp chúng mình xem ạ. Xem nào. À, 34 mà chia cho 3 thì bằng 11,33 này. Nhỏ bằng Z này, nhỏ bằng này. 34 mà chia cho 3,52 thì bằng ạ 9,659. À, chúng mình nhầm dấu ạ. Đây ạ, lớn bằng ngược dấu ạ. Sorry cả nhà. Thực ra thì cái ngược dấu này không quan trọng lắm nhỉ. Nếu mà mình mà có bị ngược thì trong lúc mình tính là mình nhìn lên luôn, giống như chúng mình bây giờ. Đúng không? Vậy ở đây mình có này, Z của mình có thể bằng 10 hoặc Z của mình có thể bằng 11, bởi vì 10 và 11 thì đều nằm giữa đúng không? 10 và 11 thì đều nằm giữa. Thế vậy này, với Z bằng 10 thì là không có anh nào rồi. Bởi vì magie Z12, natri Z11, nhôm Z13, clo Z17 cơ. Được chưa? Vậy Z bằng 11 thì suy ra nó là natri. 11 nhân 2 bằng 23. Nhân 2 bằng 2, 2, 2 gần bằng 23. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bò, natri các cháu nhé. B, bò, natri. Ok không ạ? B, bò, natri nhá. Câu số 22 ạ. Câu số 22. 22 đáp án gì nào? 22 đáp án gì nào? Các đơn chất của nguyên tố nào sau đây có tính chất hóa học tương tự nhau? Yêu cầu ở đây là tính chất hóa học tương tự nhau. Thế các cháu phải nhớ ạ, à, những cái thằng đơn chất mà có tính chất hóa học tương tự nhau ấy thì khi và chỉ khi là nó cùng thuộc một nhóm nhá, nó cùng thuộc một nhóm. Vậy ở đây mình có này, fluor, clo, brom, iốt là thuộc cùng một nhóm 7A nhá. Cùng thuộc một nhóm 7A, vậy nó là hội nhà anh halogen. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bò, cùng thuộc nhóm 7A. Câu số 23. Dãy nguyên tố hóa học có những số hiệu nguyên tử nào sau đây có tính chất
Không, tương tự kim loại natri. Tương tự kim loại natri, vậy thì nó phải thuộc cùng nhóm của natri nhé. Thuộc cùng nhóm của natri thì mình có gì ạ? Lâu, nay, không, rảnh. Lâu nay không rảnh, chơi, phây. Được chưa? Natri Z bằng 11, Li Ti Z bằng 7, Kali Z bằng 19. Chỉ cần nhớ 7, 11, 19 đã. Xem nào, trong này có những thằng nào ạ? 7, 11, 19. Tính chất A. Tương tự kim loại natri là ý hỏi là nó là kim loại hả? Kim loại là nhường 1 hay 2 e đấy ạ. Khổ lắm, kim loại là nhường 1 hay 2 e. Thế giờ phải sử dụng cái chiêu nhập của chúng mình rồi, nếu không là toang nhá. Đây này, 12 nhân 2 thì bằng 24, 24 là magie, ok. 14 nhân 2 là bằng 28. 28 là thằng thằng gì ạ? Silic đúng không? Silic là vứt đi rồi. Đúng không? Thầy vứt nhá. Tiếp tục này, 3 nhân 2 là 6. 6 là anh nào nhỉ? 6 là anh nào? Không phải, 6 là li ti rồi. 19 nhân 2 là bằng 30. Đây, 19 nhân 2 là 18, 18 chính là kali đấy ạ. 37 này, 55 này. Vậy cùng tính chất tương tự như kim loại natri, đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bò các cháu nhá. B, bò. Đấy, cực kỳ dễ luôn. Đấy, phải nhớ như mấy cái này cho mình chỉ cần nhớ là 3 đây, 7 này, 11 này, 9 này, số hiệu nguyên tử ạ. Sorry, cái trò này là 3. Cho mình ghi nhầm nguyên tử khối. Câu số 24. Câu số 24. Nguyên tố nào sau đây có tính chất hoặc tương tự canxi? Thế thì để mà tương tự canxi thì khi và chỉ khi nó thuộc cùng cái nhóm của thằng canxi thôi. Thế thì nhóm của canxi là nhóm 2A. Nhóm 2A là gì ạ? Bé mang cây súng bắn ruồi. Bé mang cây súng bắn ruồi. Vậy này, carbon không, kali không, natri không, strontium, nhìn đó, strontium đấy. Đáp án đúng là đáp án D. Bé mang cây súng bắn ruồi. Ok, các cháu có hiểu không ạ? Các cháu có hiểu cái cách làm phần này của chúng mình không ạ? Chúng ta có những cái câu thơ để chúng ta thuộc, ví dụ như là kim loại kiềm thì là lâu kim loại kiềm là lâu nay không rảnh chơi phây, kim loại kiềm thổ thì là bé mang cây súng bắn ruồi. Thì như vậy chúng ta mới mới có thể học được nhá, bởi vì là tính chất tương tự nhau thì nó là thuộc cùng một nhóm rồi. Ví dụ như tính chất hóa học tương tự natri thì là nó thuộc nhóm 1A nhá, nó tính chất hóa học tương tự thằng canxi thì nó phải thuộc nhóm 2A, được chưa? Bởi vì là tất cả các nguyên tố ở trong cùng một nhóm thì tính chất hóa học của nó tương tự như nhau nhá, các cháu nhớ điều đấy. Ok, câu số 25 ạ. Nguyên tử của nguyên tố nào trong nhóm 5A? Nguyên tử của nguyên tố nào trong nhóm 5A có bán kính nguyên tử lớn nhất? Nguyên tử của nguyên tố nào trong nhóm 5A có bán kính nguyên tử lớn nhất? 5A hả? Nếu mà 5A thì là nó xếp từ trên xuống dưới đúng không? Nitơ, phốt pho, asen với bismut. Vậy thì thằng mà đứng ở cuối cùng thì thằng đấy sẽ có bán kính nguyên tử là lớn nhất. Vậy thì trong nhóm 5A thằng nào đứng cuối cùng ạ? Thằng bismut đúng không? Đáp án đúng là đáp án D. Đấy, chỗ này là rất nhiều về chỗ chương 2 và chương bảng tuần hoàn đấy ạ. Yên tâm vậy, chúng mình đã độ cho các cháu đây. Câu số 26. Nguyên dãy nguyên tử nào sẽ được sắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử tăng? Dãy các nguyên tử nào sau đây được sắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử tăng? Các cháu nhìn thấy là càng xuống dưới thì độ khó tăng càng tăng cao đúng không? Sắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử tăng á, để mà sắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử tăng, vậy thì là nếu mà theo một nhóm thì là phải từ trên xuống dưới đúng không? Bởi vì là từ trên xuống dưới thì một nhóm thì là Z tăng thì dẫn đến là bán kính tăng mà. Vậy đây mình có này. Iốt brom là ngược rồi. Brom mới đến iốt đúng không? Vớt carbon nitơ oxy fluor bán kính nguyên tử nhỏ nhất bởi vì thằng này độ điện cao nhất. Natri, magie, nhôm, silic là bán kính nguyên tử cũng giảm đúng không ạ? Oxy lưu huỳnh selen telu này, đúng là theo nhóm 6A đúng không? Từ trên xuống dưới đúng không? Oxy này rồi đến lưu huỳnh này, rồi đến selen này, rồi đến telu này. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Câu tiếp theo ạ. Câu số 27 ạ. Câu số 27. Sự biến đổi tính chất kim loại của các nguyên tố trong dãy này là magie rồi đến canxi rồi đến strontium rồi đến bari. Thế đây 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 magie này, canxi, strontium, bari rồi đến radi. Thế thì theo chiều từ trên xuống dưới thì tính kim loại tăng đúng không ạ? Vậy ạ, vậy 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 ở đây ạ, đề bài bảo này, sự thay đổi tính chất kim loại trong dãy này vì chắc chắn là tính kim loại của nó làm sao phải tăng. Đáp án đúng là đáp án. Câu 28. Sự biến đổi tính chất phi kim của các nguyên tố. Đây, tính chất phi kim của các nguyên tố đây. Nitơ này, phosphor này, asen này, Sb này, bismut này.
theo chiều từ trên xuống dưới, đúng không ạ? Theo chiều từ trên xuống dưới tính kim loại tăng, còn tính phi kim thì ngược lại tính kim loại, nó sẽ bị giảm, được chưa? Vậy thì tính phi kim nó sẽ bị làm sao nhỉ các cháu nhỉ? Tính phi kim của các nguyên tố này là bị giảm. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Câu 29. Câu 29. Cặp nguyên tố hóa học nào sau đây có tính chất hóa học giống nhau nhất? Cặp nguyên tố hóa học nào sau đây có tính chất hóa học là giống nhau nhất? Thế thì để mà nó có tính chất hóa học giống nhau ấy, thì khi và chỉ khi nó cùng thuộc một nhóm với nhau. Canxi với silic là không thuộc một nhóm. Phosphor với arsen mặc dù là thuộc một nhóm đấy nhưng mà nó không giống nhau cho lắm, được chưa? Bạc với niken thì càng không. Ở đây mình có nitơ với phosphor này, là hai cái thằng này là hai thằng tính chất hóa học gần giống nhau, gần tương đồng nhau. Nên câu 29 của chúng ta đáp án đúng nó là đáp án D. Đến phần vận dụng hơi hơi cao rồi đấy ạ. Câu số 30. Câu số 30 các cháu cũng comment đáp án với chúng mình xem câu số 30 thì như nào ạ. Câu số 30 vừa nãy chúng mình thấy là có nhiều bạn là kêu dễ, bây giờ đến phần khó thì các bạn ấy chạy hết rồi. Bây giờ chỉ còn lại những cái người mà những con người mà cày 10 ở lại với nhau thôi. Nếu mà được 10 thì nhớ là inbox cho chúng mình nhé, để chúng mình chúc mừng nhé. Đấy, bao nhiêu công sức chúng mình độ cho. Nào, câu số 30 ạ. Các nguyên tố hóa học ở nhóm 1A của bảng hệ thống tuần hoàn thì có thuộc tính nào sau đây? Nhóm 1A đấy, đây. Liti, natri, kali, rubidi, cesi, franci. Lâu nay không rảnh chơi phây. Đấy chưa? Thì nó được gọi là kim loại kiềm. Đúng rồi. Dễ dàng cho electron. Đúng. Cho một e đặt cấu hình bền vững. Đúng. Đứa nào chỉ đọc mỗi đáp án A, tô A là chết. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Tất cả đều đúng. D các cháu nhá. Câu số 31 ạ. Câu số 31 ạ. Tính chất bazơ của hydroxit trong nhóm 1A theo chiều tăng số thứ tự đây, trong nhóm 1A đấy, theo chiều tăng dần số thứ tự thì tính kim loại tăng thì dẫn đến là tính bazơ cũng tăng nhá. Do tính kim loại tăng nên tính bazơ cũng tăng, nên là tính chất bazơ của hydroxit của nhóm 1A là cũng tăng. Hay nói khác là LiOH yếu hơn NaOH, NaOH yếu hơn cao hơn. Ok. Câu số 32, nhiệt độ sôi của các đơn chất ở trong như ở của các nguyên tố nhóm 7A tăng theo chiều tăng số thứ tự là theo chiều tăng số thứ tự là. Thế thì ở đây nhiệt độ sôi ạ, bây giờ lại động đến nhiệt độ sôi trong nhóm 7A thì chúng mình lấy ví dụ nhé. Flo là khí này. Cho dễ hiểu. Clo là khí này. Brom là lỏng này. Iốt là rắn này. Thế vậy ạ. Chắc chắn chúng ta biết thừa là khí thì nhiệt độ sôi sẽ nhỏ hơn lỏng và lỏng thì nhiệt độ sôi sẽ nhỏ hơn rắn. Thế chính vì vậy nên là nhiệt độ sôi các đơn chất trong các nguyên tố nhóm 7A là theo chiều tăng số thứ tự là tăng, đúng không? Tăng. À. Ok, chúng mình thấy có rất nhiều cháu comment đúng ở những cái câu này. Chúng mình rất là vui luôn. Cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình và nhiệt tình chia sẻ buổi học này. Các cháu giúp chúng mình chia sẻ lại và cũng như là test tất cả các bạn và cháu vào trong buổi học này nhé. Mình sang câu tiếp theo ạ, câu số 33. Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố trong mạng tuần hoàn thì cho mình biết số electron hóa trị, số proton hạt trong hạt nhân, số electron trong nguyên tử. Thực ra thì muốn biết được số e hóa trị mình phải biết cấu hình e cơ. Nên đây mình chỉ biết được rằng là nhìn vào phát biết được luôn là số proton trong hạt nhân và số electron trong nguyên tử. Đáp án đúng phải là đáp án D. B và C đều đúng. Câu số 34. Câu số 34. 34 đáp án gì ạ? Trong 20 nguyên tố đầu tiên trong bảng hệ thống tuần hoàn, số nguyên tố có nguyên tử với hai electron độc thân ở trạng thái cơ bản là số nguyên tố có nguyên tử có hai, thực ra cái này là giảm tải rồi bởi vì là không ai hỏi electron độc thân nữa nên bỏ các cháu nhé. Câu này bị giảm tải, chúng mình cho nhầm ở đây đấy ạ. Câu số 35. Độ âm điện của dãy nguyên tố fluor, clo, brom, iốt biến đổi như nào? Đây các cháu nhớ này, fluor này, clo này, brom này, iốt này. Thế thì từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới nhé, thì là độ âm điện của fluor là cao nhất, đúng chưa? Clo là xếp thứ ba, đứng sau thằng fluor là thằng oxy. Vậy là theo chiều từ trên xuống dưới nhá, thì chắc chắn là độ âm điện làm sao ạ? Giảm, fluor cao nhất, gần bằng 4 cơ mà, 3,98. Câu 36. Câu 36. Độ âm điện của dãy các nguyên tố natri này, nhôm này, phosphor này, clo này thì ạ, bởi vì từ trên xuống dưới này, trong một đây là trong một nhóm thì là độ âm điện giảm. Vậy thì trong một chu kỳ thì ngược lại độ âm điện nó phải tăng. Được chưa? Vậy ở đây độ âm điện dãy nguyên tố natri, nhôm,
phosphor và clo thì nó là sao? Tăng. Câu 37. Tính chất bazơ của dãy các hydroxit biến đổi như sau. Tính chất bazơ của dãy các hydroxit thì biến đổi như sau. Đây, NaOH, MgOH 2 lần, AlOH 3 lần. Đây, vậy là cũng là theo cái gì ạ? Cũng theo cái chiều từ trái sang phải đây. Thì theo chiều từ trên xuống dưới thì tính kim loại tăng, nên theo chiều từ trái sang phải tính kim loại giảm. Và tính kim loại giảm thì tương đương với lại là tính bazơ giảm nhá. Ok ạ, 37 ý B. Câu 38 là các cháu ạ. Câu 38. Một nguyên tố thuộc nhóm 7A. Các cháu cũng comment đáp án xem câu 38 đáp án gì ạ? Sắp hết rồi. Đến câu 40 được 10 điểm luôn này. Nguyên tố thuộc nhóm 7A có tổng số PNE bằng 28. Mình có S chia 3 lớn hơn bằng Z lớn hơn bằng S chia 3,52. Vậy đây mình có này. 28 chia 3. 28 chia 3. 28 mà chia cho 3 thì bằng 9,33 lớn bằng Z lớn hơn bằng 28 chia 3,52 bằng 7,9. Vậy chắc chắn Z này của chúng ta sẽ hoặc là bằng 9 hoặc là bằng 8 nhé. Hoặc bằng 9 hoặc bằng 8. Được chưa? Vậy cấu hình nghe này, nếu nó bằng 9 thì nó là 1S2, 2S2, 2P5 thôi đúng không? 2P5, 1S2, 2P5. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. B. Bỏ. Ok. Câu 39 rồi. Câu 39 rồi. Hai nguyên tố A và B. Nào nào nào. Hai nguyên tố A B sắp đến 10 rồi đây. Hai nguyên tố A B nào, cùng cố gắng nào, cùng cố gắng chúng ta đạt 10 điểm đây này em nào. Hai nguyên tố A và B này đứng kế tiếp nhau trong một chu kỳ có tổng số đứng kế tiếp nhau trong một chu kỳ nhá. Vậy là mình có là Z B trừ Z A bằng 1. Tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử là bằng 25. Được chưa? Vậy mình có Z A cộng Z B bằng 25. Suy ra Z A bằng 12, Z B bằng 13. Được chưa? Z A bằng 12 vậy cấu hình nghe, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Được chưa? Còn vậy suy ra anh này ở ô số 12, chu kỳ 3 nhá. Chu kỳ 2 là vứt, chu kỳ 2 là vứt, chu kỳ 3 và nhóm 2A. Nhóm 2, nhóm 1A là vứt. Tương tự anh B ạ, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1, chu kỳ 3 và nhóm 3A. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây là đáp án C. Ok ạ, các cháu hiểu bài không ạ? Ok, cả nhà ơi, cùng comment đáp án câu 40 xem nào. Còn câu 40 câu cuối cùng, bot cuối cùng nữa. Thực ra câu 40 không phải là câu khó nhất của cái đề này đâu. Nhưng mà nó là câu cuối cùng, đôi khi chúng ta cần hết thời gian làm bài tập rồi. Thế nên là chúng ta sẽ rất là nhọc lòng với cái câu này. Và đôi khi lúc đấy chỉ là hơi run tay một chút là chúng ta sẽ bị làm sai thôi. Cả nhà cùng comment đáp án giúp chúng mình xem là đáp án gì. Câu 40 chúng ta phải viết phương trình. Hai kim loại thuộc hai chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm 2A. Thì là may mắn rồi. Mình đặt hai kim loại này là M trung bình đi. Hóa trị 2 vì nó thuộc nhóm 2A. Tác dụng hết với HCl dư. Thì các bạn mình thu được là MCl2 không ạ? Cộng với lại H2 không ạ? Đúng ạ? Số mol khi hydro ở điều kiện tiêu chuẩn thì mình có là bằng 4,48 mà chia 2,4 thì bằng 0,2 mol nhá. Vậy ngay tức mình suy được M luôn. Số mol là 0,2 nhân 1 chia 1 thì bằng 0,2 nhá. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được M trung bình bằng 6,4 chia 0,2 thì bằng 32. Nhóm 2A 32 thì lớn hơn 24 nhưng 3 nhỏ hơn 40. 24 là nguyên tử khối của magie. 40 là nguyên tử khối của canxi. Vậy chắc chắn rằng hai kim loại đó là magie và canxi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. Ok. Chúng mình vừa giúp các cháu độ xong toàn bộ cái đề thi kết thúc học kỳ 1 đề số 001 dành cho tất cả các cháu học sinh lớp 10. Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã theo dõi buổi live ngày hôm nay của chúng mình. Hãy click vào nút chuông xong đặt xem trước của fanpage để nhận được thông báo mỗi khi chúng mình livestream nhé. Và hẹn gặp lại các cháu ở đề thi kết thúc học kỳ 1 đề số 002.
Ok, và bây giờ là buổi học chúng ta kết thúc rồi. Bye bye, chào tạm biệt các cháu. Và các cháu nhớ giúp chú Minh là giới thiệu với tất cả các bạn của các cháu là chú Minh đang thực hiện một cái chuỗi live ôn thi kết thúc học kỳ 1 dành cho các cháu trên fanpage nhé. Cảm ơn tất cả các cháu. Bye bye, chào tạm biệt.